Đây mình nhớ thêm mấy thằng này thôi. Thằng này là gì? Oxalic. Thằng này là gì? Acrylic. Xin Oxalic Acid Acrylic. Được chưa? Còn Metacrylic nữa. Nhưng mà vào trong bài chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi gọi tên cho thầy một số anh em đè sau. Xóa này chơi vui.
lên dịch tí. Đầu tiên tên gì? Thực ra cái này là bản chất là tên tiếng Việt. Đấy, viết lại rồi. Viết lại thì dễ nhìn hơn đúng không? Nhìn thì nó cứ thích viết ngược đấy. Đây là gì ạ? Etin gì? Propionate. Etin propionate. Anh này, mấy nhóm xiết ba, cái đó là gì? Dimethyl gì nào? Axit gì đấy? Oxalic, vậy nó sẽ là oxalat. Sao? Này, isoamin acetat, vậy đi từ axit acetic, nhóm thế isoamin. Đây, nhiều nữa để nhận các bọn đây chứ. Các bọn đây. Metin acrylate đi từ acid acrylic. Phenin format đi từ acid formic. Và nhóm phenin, phenin thì biết sao chứ gì? C6 hàng này xong tên tên này được chưa nào? Tiếp tục ạ, bây giờ mình tìm một phân ạ. Bây giờ thầy làm ví dụ luôn để chúng ta làm nhé. Ví dụ số 1 thằng hay thi bậc nhất, hay thi nhiều nhất là cái lúc mà thuộc hết cả đáp án luôn, là thằng C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este mạch thở, bao nhiêu đồng phân este mạch thở. Thực ra thầy ghi mạch thở này bởi vì thế này ạ, ngày xưa thi là có este vòng, từ kỳ thi, từ kỳ thi đại học năm 2008 trở về trước là vẫn có este vòng. Nhưng mà từ 2009 giật về đây là không có ST vòng nữa. Nên ở trên lớp nếu thầy cô với em là bắt chúng ta thi ST vòng là không thi thì ông cũng không cần phải làm nhá. Mình chỉ cần tìm ST vòng thôi. Được chưa? Đấy, các em chỉ ghi đề thôi chứ các em chưa biết giải đâu. Nhìn bảng thầy hướng dẫn như giải. Nhìn bảng cái này phải chú ý. Nó sẽ quyết định đến việc là em có thành tầng trên lớp hay không. Khi mà mình biết ra đồng phân, cô giáo biết đề bài khác, biết tìm số phân rồi. Đấy, bọn bạn sẽ nhìn em ngoài mắt cách người ngoài kia nào nhìn bà. Bây giờ đây là một cái đây là hai, vậy nó là đơn chức, được chưa? Nó là đơn chức thì nó có dạng để đưa este r c o o e r. Bây giờ để xét về số bình carbon thôi nhé, để xét số bình carbon thôi. R này phải lớn hơn bằng không, R phải lớn hơn bằng một. Vậy ở đây mình có này R cộng R phải bằng mấy carbon? Nhìn kỹ đi, bằng mấy ạ? Đừng để nhát. R cộng 1 cộng R phải bằng 4 đúng không? Vậy bỏ 1 carbon đây nhá, đừng để bị lừa nhá. Vậy là bằng mấy? 3. Bây giờ phân tích 3 tính tổng của các số hạng. Phân tích không? Dựa điều kiện 3 mấy ạ? 0 cộng 3 gì nữa? 1 cộng 2 gì nữa? 2 cộng 1 gì nữa? 3 cộng 0, nhưng 3 cộng 0 thằng này lớn bằng 1. Đây là nhỏ hơn 1 rồi. Bỏ thằng này đúng chưa? Đúng chưa? Bỏ thằng này đúng chưa? Vậy chỉ còn 1, 2, 3. Được chưa? Thế bây giờ mình hơi thắc mắc một tí nữa. Thằng này 1 cộng 2, thằng này 2 cộng 1, liệu đổ chỗ nó có đọc chất khác không? Xem nó có bị trùng nhau không? Thì muốn biết bị trùng hay không thì đầu tiên thầy biết là đã xong thầy mình giải ra. 1 cộng 2 chứ này thằng này có 1 carbon. Thằng này có 2 carbon đúng không? Hướng dẫn luôn cách viết luôn ạ. 1 cộng 2 nhìn nhá. 1 cộng 2 này thì có phải là thằng này có 1 carbon thì nó là C C O O
C không? Một carbon này, hai carbon thôi, thêm C nữa. Ban đầu mình không biết viết gì, viết như thế này à? Viết nhiều rồi bắt đầu mình tiến H. Đây nhìn nhá, nhìn tiến H này. Thằng này là một rồi, nhìn nó là H mấy? H3. Thằng này 2 rồi thì nó là H mấy ạ? H2 thì thằng này là H3. Được chưa? Đấy là sau này em phải quen rồi thì em sẽ biết một nèo này. Còn chưa quen thì cứ hết cái xương xương đó đã. Rồi đắp thì biết xong. Được chưa? Đấy nhá, đây, đây. Bây giờ mình viết thằng 2 cộng 1 xem nào. Rồi nó mình viết thằng 2 cộng 1. 2 rồi nó 2 carbon đúng không? Đây. C C C O O đồng này chỉ còn một carbon C. Thế nhìn nhá, anh này có phải là CH3 không? Anh này là CH2 đúng không? Nhìn khác nhau chưa? Hoàn toàn khác nhau bởi vì thằng này không có trục đối xứng đúng không? Anh này thì được tạo bởi từ axit có 3 carbon, còn anh này thì được tạo bởi từ axit chỉ có 2 carbon, khác nhau. Lý do gây ra sự khác nhau này là do thằng este này không có trục đối xứng nên R và R phải và thay đổi cho nhau thì tạo thành chất mới. Được chưa? Nên với este, chú ý ở đây, với este có không cộng và với este được quyền đổi chỗ. Được chưa? Nhớ vậy thôi, chỉ nhớ là với este có không cộng và với este được quyền đổi chỗ. Thế là xong. Nhá, nhớ thì cho sẽ có thể biết là chỗ tăng. Và vừa trên này thì cũng hướng dẫn các bạn cách viết từ cái 305 hay 08 mà viết được đầu tâm. Để lên trên lớp chúng ta có bạn biết thì mình biết được biết. Được chưa? Thế bây giờ quay trở lại đã, từ đi ạ. Quay trở lại cái nhiệm vụ chính của chúng ta, thì đang hơi đi lan man để chúng ta hiểu. Thì bây giờ quay trở lại của chúng ta là tìm dụng phân nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8 3, mấy? 2. Được chưa? 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Cái này dễ hơn rất nhiều. Được chưa? Đó là cái dụng này không? Đơn giản này. 0 này là bạn Nghĩa. 3 này là bạn Tuấn Anh. Thế bây giờ nhé, trong túi bạn Nghĩa là chỉ có một viên đi duy nhất mà bạn nhỏ to lắm. Thế mình phải thò tay vào trong túi quần bạn Nghĩa để bóc ra một cái viên đi đấy. Thế thì có mấy cách bóc à, trong túi chỉ có một viên đi mà phải thò tay bóc một viên đấy thì có mấy cách bóc? Một đúng không? Ba là bạn Tuấn Anh nhé. Trong túi bạn Tuấn Anh rất may mắn có hai đủ hai viên đi, nhưng khổ có một viên thì to một viên thì nhỏ. Đây. Thì thầy Minh bây giờ phải thò tay vào trong túi quần của bạn Tuấn Anh và bốc ra chỉ được bốc một cái gì. Vậy thì mình có mấy cái bốc? Hai cái bốc đúng không? Thế bây giờ cô Hà cô bắt thầy Minh là phải cho cả hai tay vào hai túi quần của hai bạn và bốc cùng một lúc mỗi tay ra một viên. Vậy thầy Minh có mấy cái bốc? Ok, xác suất đấy, toán đấy, 11 đấy. Mấy? 2, chính xác. Đúng chưa? Vậy ở dưới đây là cộng thì ở trên này phải là nhân. Vậy cứ nhớ cho thầy, nếu mà em không giỏi toán xác suất thì em cứ nhớ cho thầy là dưới cộng trên nhân. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy chúng ta tổng cộng có. Được chưa? Thì với cách này tìm được phân thì không bao giờ bị nhầm. Và với cách này chúng ta có thể tìm được mọi loại được không? Từ nay trở lại. Để nhắc lại một lần nữa là không bị nhầm. Còn nếu em muốn viết, bây giờ thì viết tiếp. Đây hàng này là đúng không? Thằng 3 này có 2 đúng không? Đầu này là đầu không đúng không? Viết cho các bạn nhìn nhé. H, C, O, O, C, 1, 2, 3 đúng không? Và còn một thằng nữa. H, C, O, O, C, C, C. Được chưa? Đây là tinh túy. Cái gì chúng ta học được và chúng ta áp dụng trong cái bài này. Thế là tìm một phần vốn trước. Bây giờ hoàn toàn các em có thể ứng dụng được cái chiêu này vào. Tìm cho thầy xem là anh C5 ví dụ số 2 C5 H10 O2 có bao nhiêu đồng phân este
C5 H10 O2 có bao nhiêu các bạn này? C5 H10 O2 có bao nhiêu các bạn này? Làm cưới đi nè, sẽ có bao nhiêu? Sau này ở trên lớp các thầy cô em sẽ làm sai ở câu này, chúng ta cũng làm đúng. Mình được dùng công thức đúng không? Mình được dùng công thức đúng không? Đa giảm đúng không? Em sai rồi. Ngày xưa thầy nhớ lúc mà thầy dạy cô ấy phản làm thế phật động chết. Làm cách thầy xem là em sai là bao nhiêu? Xem đúng bao nhiêu? Ta thử đi. 9 cái chính xác. Ăn thử đi. Xong rồi đứng lên lớp của chúng mình là cô giáo ta. Biết hết là chính xác. Là chúng mình được sai. Biết được là dùng công thức đúng không? Công thức đấy thì sau đó nó có một cái là N lớn hơn. N nhỏ bằng 5. Đấy. Thế là bằng 5. Công thức vẫn sai. Thế nào quá không bao giờ dùng công thức. Biết là dùng công thức. Thấy chưa nhá? Nhìn bảng này. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân este và phải chú ý cho thầy thêm nó là có từ mạch thở. Bao nhiêu đồng phân este? Đó. R1 COOR2. Vậy mình có là R1 cộng R2 bằng mấy? Đúng chưa? 4 thì bằng 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1, 4 không được đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. Đúng chưa? 3 của mình có 2, 4 của mình có 4. Dưới cộng trên để nhân, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng mình có mấy này? 4 cộng 2 cộng 1 bằng 1, 2 x 1 bằng 2, 2 x 1 bằng 2. Ok rồi à. Ừ. Là ok rồi đấy. Sao? Tiếp nhá, xong buổi sau. Tiếp nhá. Bây giờ xong C5H10O2 giờ mình lại. Vừa nãy mình làm C4 rồi. Giờ mình làm C5 rồi. Giờ tung xuống một cái xem là C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức. Có bao nhiêu đồng phân đơn chức và mạch thở. Ví dụ số 3, C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Ví dụ số 4, C2H4O2 có bao nhiêu đồng phân mạch thở? Level tăng theo từng cấp một cũng giống như quyển sách kem đang cầm trên tay, là độ khó của bài tập ở trong quyển sách đấy cũng tăng theo từng cấp độ một. Em sẽ làm cho thấy là độ khó tăng lên theo từng một. Duy em làm sẽ cảm nhận thấy những cái độ là của xưa và những hồi ức về kỷ niệm xưa.
gì sai thì nhận đi. Cường, con đi em. C362 có bao nhiêu đồng phân chứ phải hỏi mấy? 2 tốt, thì mình sai rồi. Mấy? 1 tốt sai tiếp rồi. Ừ, 2 không được, 1 không được thì chắc chắn là 3 được. Đúng không? Chả nhẽ nó lại bằng C4. Vấn đề là ở đây chúng ta đang bị mắc bẫy cái gì? Mà nếu mà mình làm chuẩn là ra 2, nhưng mà tại sao đáp án của thầy lại là 3? Thế là thầy hỏi là cái câu hỏi này của thầy nó khác với câu hỏi lúc nãy là chỗ gì? Lúc nãy thầy hỏi là ET đúng không? Đúng chưa? Còn bây giờ thầy hỏi là đơn chức là có mấy chức ạ? Chỉ có 1 chức thôi. Và ở đây thầy muốn nhắc nhở cho các em một điều là chú ý cho thầy. Là tất cả những anh có dạng CNH2NO2 mà xét về đồng phân đơn chức thì nhớ trong đầu ngoài việc tìm đồng phân tete ra thì còn phải cộng thêm cho thầy cái thằng đồng phân axit. Bởi vì làm sao ạ? Tete no đơn hợp và axit no đơn hợp đều chung có công thức phân tử là CNH2NO2, đúng không? Chung công thức phân tử thì nó là đồng phân của nhau. Ở đây nói đơn chức thì mình chỉ xét đến tete và axit. Vừa nãy thầy nghe một bạn bảo là còn chức anhydride, hai chức anhydride thì nó là đồng phân hai chức. Đây học được. Được chưa? Đơn của mình. Thế vậy giờ nó phải làm nhé. Nó phải làm. Thì làm cái cách 345-248. Kinh điển hả? Thằng này là 3, đó là R1 cộng R2 thì bằng mấy ạ? 2 0 cộng 2 1 cộng 1 cộng 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1, vậy tổng cộng mình có 2 đồng phân ST. Thế là phân axit thì có phải là 3 đồng không ạ? Có phải là 2 đồng không ạ? Có đúng phải là axit thì nó có dạng là RCOOR phải không? Đúng không? Thì cái nửa đằng sau của nó là bằng 0 đúng không? Hắc là bằng 0 mà. Vậy cái chỗ mà cộng 0 đằng sau là luôn luôn là phân axit nhá. Vậy là 2 chỉ có 1 là không có 1. 1 thì nó là 1 đồng phân axit. Vậy tổng cộng mình có bao nhiêu? 2 cộng 1 thì bằng 3. Được chưa? C2H4O2. Khó một chút. Đúng không? Thầy là mất đi cái từ gì không? Thầy là mất đi cái từ. Lúc đầu là có cái từ este. Là mất cái te ở đây có một tí. Bây giờ là mất cả từ đơn chức. Nhưng mà may là sao? Tụt xuống để tao ngon. Vào được. Những câu hỏi này là những câu hỏi chắc chắn có trong các tờ đề làm bài tập ở trên trường của em. Và chắc chắn có trong bài kiểm tra cũng như bài thi nhá, chắc chắn có nhưng mới dạy. Được chưa? Bao nhiêu đồng phân? Bao nhiêu đồng phân? Bao nhiêu? Hai sai. Ba đúng. Căng không? Nhìn lên bảng nhá. Vẫn là thằng CNH2NO2. Nhưng mà nó thật bọn em này, ngày xưa ấy thì mà khó bây giờ rồi. Bây giờ thì mà nó dễ hơn. Với một cái thằng mà CNH2NO2 ấy, mà một câu hỏi như này, nó tổng cộng 13 phần thôi. Thế không phải dài đâu. Còn để biết là thằng này nó không ghi nữa rồi. Nó ghi rồi như tôi nhá, nó không 13 phần thôi. Còn lại bây giờ mình học thì thầy giảng đi, nó còn xe đúng hạn của đi xưa mình thi theo cái kiểu mà đề nó hỏi gì thì cũng đấy. Thì là C242 này thì nó phải biết này, đầu tiên nó cũng là dạng xin nói đầu 2 thì đầu tiên là mình xét được phân đơn trước là ET và axit, và trong đầu mình nghĩ là còn một thằng đặc trước, được chưa? Thế giờ đầu tiên ET nhé, nó là R1 cộng R2 bằng 1 thôi, vậy chỉ có 0 cộng 1 là đầu tiên ET, 1 đầu tiên ST và 1 cộng 0 là 1 đồng phân axit.
thầy viết chúng ta đồng hết nhé. Đồng này là không, đồng này là một. HCOOCH3 được chưa? Thì viết được phân axit này, đồng này là một. CH3COOH đúng không? Giờ có một thằng tạp chức. Tạp chức ở đây ạ. CHOCH2OH. Mình sẽ học. Mình sẽ cộng đúng xe 2 này. Thế thì nếu mà có câu này thì người ta chỉ hỏi đến mức này thôi. Nên là trong đầu đề bài mà các em cứ đi làm, các em thấy đề bài nó hỏi bao nhiêu được phân. Đối với của em chỉ cần là đơn chức thì sẽ đem đề là xin cộng hình là đơn chức. Phải nhớ cái thằng này rất hay là mình hỏi, thấy không? Thế cho đơn giản. Nhá. Còn các phương pháp khác có rất là nhiều. Còn như thầy cần đọc chúng ta không bị ba loại, nhưng mà không cần thiết. Mà mức tin thôi, không phải quá nhiều. Nhá. Đôi khi tìm 13 loại cũng là không đủ đại, chẳng biết một loại như nào. Nhá. Thế là thầy hướng dẫn chúng ta xong cái thằng đơn trước. Và ta vừa bình với nhau xong thằng đai trước. Đúng chưa? Đặt trước ạ. À còn cái thằng lần nãy mình làm xong đơn trước. Ví dụ 4 mình sử dụng xong đặt trước rồi. Đấy chưa? Giờ để kết thúc cái phần này ở đây chúng ta có ví dụ 5 là C4H8O2 anh hỏi. Ví dụ số 5 C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân. Xem nhá, nhìn bảng này xem này bao nhiêu này. C4H8O2 bao nhiêu đồng phân đơn chức. R1 cộng R2 là mấy đó? 3 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1 là hết đây. 3 cộng 0 là axit. 3 4 5 2 4 8 0 1 2 chỉ 1 1 1 1 1 1 3 2 1 x 2 bằng 2 1 x 1 bằng 1 1 x 1 bằng 1 4 đồng phân hết đây. 2 x 1 bằng 2 2 đồng phân axit tổng cộng có 6 đồng phân. Được chưa? Cái này cái kiểu này hay hỏi nữa. Người ta sẽ hỏi quay đi còn lại là C4H8O2 coi không? Đơn chức C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân ete. Đấy. Chúng ta kết thúc cái phần mà tìm đơn chức ở đây. Được chưa? Bây giờ tiếp tục. Còn cái nữa. Cái này là để cho chúng ta về nhà suy nghĩ. Buổi sau thì mới giải đáp. Là ví dụ số 6. C4H6O2 có bao nhiêu đồng phân este? Cho mình là suy nghĩ buổi sau sẽ ra. Xong nhá. Cái này để nhà chú ý đây bây giờ. Để nhà bình tĩnh lại đi. Đọc rồi là sai rồi. Nào. Tạp trước ạ. À, mình xong cái đơn trước. Mình xong cái tạp trước, giờ mình đến cái đa trước. Cái đa trước thì bảo thế này. Sai chất nhớ nhau. Bài đánh vật nhau. Nhá, học lại quên mà. Sai chất nhớ học. Nhá. Đa trước, sang chất nhớ học nhé. Bài chất nhớ. Bây giờ mình sang cái phần cuối cùng của ngày hôm nay. Bốn nhỏ danh pháp. Ui dồi, danh pháp ete nó có nhiều thể loại gọi tên khác kiểu rất là kinh. Nhưng tiêu chung lại thì chúng ta chỉ gọi tên có một vài anh hay là một nhất. Thì ta có này thằng ete chúng ta có dạng là R siêu R bảy cứ lại vào đây. RCOOR. Bản chất của este được cấu tạo bởi hai phần. Và phần thứ nhất là nhóm thế R7. Nhóm thế R7. Hợp phần thứ hai là gốc axit. Vậy tên este thì thường hay được gọi tên bằng phương pháp. Tên este thì bằng
tên nhóm thế R phải. Tên nhóm thế R phải. Cộng tên thường của axit tương ứng bỏ x về mạng. Tên thường của axit tương ứng bỏ x về mạng. Thế vậy là bây giờ mình muốn gọi tên được este, mình muốn gọi tên được este thì mình phải nắm được tên của nhóm thế và tên thường của các axit. Thì thầy có cái bảng chúng ta rồi, nhưng mà chưa in được, sau thì mới phát được. Vì là bạn nghĩa hôm nay bạn đi học sớm rồi, bạn đi học muộn, được chưa? Thì bây giờ thầy ghi bằng tay thì chúng ta nhớ lại một chút. Nói chung là những cái nhóm thế rất là dễ mà. Nhóm thế đầu tiên là một nhóm thế CH3 C2H5 CH CH3 CH3 có đặc biệt thêm một cái nhóm thế nữa CH CH2 C6 H5 và có một thằng rất hay thi 1, 2, 3, 4 đây. Thì để ghi lại cho ông ta, thì nghĩ là không thể bạn nhớ ở đây. Anh này có một carbon bỏ 1 kg, một con nó là metan, bỏ 1 kg thì là metin. Đây để hôn lại luôn, chúng ta làm rất nhiều. Anh này 2 con ạ, etan bỏ đi 1 kg là con metin. Anh này 3 carbon bỏ 1 kg là propin, nhưng có nhóm C3 cắm thì chỉ có con số 2 đó là gì ạ? Isopropin. Isopropin. Anh này nhóm thế gì ạ? Nhớ không ạ? Vinin chính xác. Vinin. Anh này hay ghi ở trong bài este. Không phải benzin, sai. Vinin chính xác. Vinin. Dĩ nhiên bọn này cứ làm nhiều này không? Anh này có mặt đầu tiên ở trong este và rất hay đi. Thấy ta đây một este có mùi dầu chuối. Iso amin. Đấy ạ. À, okay. Iso amin. Tính đâu? Bây giờ sang tên thường của axit. Trước thì cho các bạn ghi vào trong cái tài liệu của thầy thì có 25 cái tên axit thường cần nhớ. Nhưng mà nếu mà để chúng ta học este, chúng ta nắm phần cơ bản, chúng ta không cần nhớ đến tận 25 cái, chúng ta nhớ được 5 đến 6 cái thôi. Ở đây để ghi là 5 đến 6 cái axit thường nào. 5 đến 6 cái axit thường nào. Ta nhắc lại cho nó nhớ. HCOOH CH3COOH C2H5COOH 1, 2, 3, 4 COOH. Đây COOH thêm một các bọn đây. Đây là chất số 1, chất số 2, chất số 3, chất số 4, chất số 5. 1, 2, 3, 4, 5 COOH. Thì anh em của Nam ở đây. Nhớ 5 cái này thôi nhá. Nhớ 5 cái này thôi. Nhớ được cái thằng nào thì ghi tên là cái xe nào không? Anh đầu tiên là gì ạ? Acid gì? Formic. Anh thứ hai axit acetic. Anh thứ ba axit acetic, được chưa? Anh thứ ba 1, 2, 3 con mẹ em phải axit propionic. Anh số 4 mẹ em phải có axit butyric. Thằng này là gì ạ? Đúng rồi, acid iso bu
tí rít. Hôm nay là gì ạ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 là 5 carbon. 5 carbon thì ứng với số la mã là V,